Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2023 với chủ đề Xúc tiến xuất khẩu xanh do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ SIPPO tổ chức đã quy tụ 300 chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự. Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết phát triển xanh, bền vững được định hướng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam. Từ kết quả xúc tiến xuất khẩu xanh thời gian qua, Bộ Công Thương đã và đang nỗ lực định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm thải carbon, nghiên cứu ban hành chính sách, cơ chế hỗ trợ triển khai các giải pháp áp dụng công nghệ sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn. Với hai phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những tác động trực tiếp đến xuất khẩu trong bối cảnh thực thi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, kinh tế tuần hoàn và thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, các chính sách quan trọng của EU, cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp và thương mại xanh, kiểm kê và tính toán khí nhà kính, tổng quan về chứng chỉ carbon, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh, v.v. Diễn đàn không chỉ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, phát triển chiến lược sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu và xu hướng thị trường, mà còn gợi mở nhiều định hướng, giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, các hiệp hội ngành hàng trong việc thúc đẩy sáng kiến trung hòa carbon, kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng cung cấp hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới tính bền vững của chuỗi cung ứng trong thời gian tới.